Vâng xin chào các bạn tôi là Johnny Thông đây admin của kèo thơm ICO.com và tiên phong group tiên phong team ngày hôm nay tôi lại hướng dẫn các anh chị cách rút crypto uh, một cái đồng coi của Vision về cái MyEtherWallet với cái token IRC20 rất nhiều người không biết cách để rút cái crypto này về thì ngày hôm nay tôi hướng dẫn các anh chị trước tiên thì các anh chị vào của tôi YouTube để các anh chị cập nhật đăng ký để cập nhật những thông tin mới nhất trong thời gian sắp tới cũng như là anh chị vào website là kèo thơm ICO.com để các anh chị có thể cập nhật ha Ok kèo thơm ICO.com rồi tiếp tục là đầu tiên các anh chị phải đăng nhập vào là crypto cái hệ thống anh chị vào là wallet crypto com sau đó các anh chị đăng nhập vào Đây là giao diện mới nhất của crypto Và nó báo đây là chúng ta đang ở stake to Tức là bán ở vòng 2 cái, uh, Và đây là cái chính sách referral program của nó Và hiện nay thì anh chị em thấy nó huy động được Được số Bitcoin là 1902 Bitcoin Rất là lớn các anh chị nha Và Tôi bắt đầu hướng dẫn rút cái lượng uh, Tôi hướng dẫn rút cái lượng token về và hiện nay tôi có ở đây là 100 gần 200.000 CBT. Gần 200.000 CBT các anh chị nha. Một cái số lượng CBT khá là lớn và bây giờ tôi sẽ rút về như thế nào. Thì hiện nay nó báo này. Nó đã hiển thị cái token và các anh chị chỉ cần phải, phải copy cái này. Anh chị copy cái này. Đây. À, copy cái này sau đó chúng ta vào cái my wallet com anh chị mở cái ví này lên hiện nay đây là cái ví my của tôi thì tôi sẽ làm gì tiếp theo ạ tôi sẽ add custom token và tôi điền cái contract vào đây à, cái đây là cái gì ạ cái token contract address vào đây các anh chị nha token đây là gì ạ cbt nó ghi đây là cbt anh chị ghi vào đây là cbt sau đó decimal là đây là gì nào thì đây là 8. À 8 sau khi các chị làm xong các chị bấm là gì xếp lại các chị xây lại à, được chưa chờ chút xem thì nó hiện ra chưa tôi làm lại nha để các anh chị có thể làm uh, có thể quen cái việc này À, ok. Đây tôi sẽ điền vào đây. Cái này là CBT và decimal là 8. Sau đó tôi lại là, tiếp tục làm gì? Tôi sẽ lưu nó lại. Và nó báo đây có nghĩa là cái symbol này đã tồn tại và vui lòng điền cái token khác, tức là lúc nãy tôi đã có rồi. Bây giờ tôi bấm vào show on token thử nó hiện ra thế nào nha đây hiện nay thì cái cms là tôi đã bán hết rồi còn lại cái cbt thì hiện nay nó đang để là cbt là không thì tôi sẽ chờ một thời gian nữa kiểm tra từ cbt này nó vào hay không nhưng mà tôi đã làm đúng là nó có cbt này vào rồi và trong cái thời gian sớm nhất thì cái tốc cần này sẽ được gửi vào cái ví My Ether Wallet của tôi và hiện nay thì cái ví này tôi đã cập nhật thông tin cho nó rồi Và các anh chị có thể kiểm tra cái lượng ví ở đây Chúng ta vào setting Tôi đã cập nhật cái ví My Ether Wallet cho nó rồi Tôi kiểm tra cái ví này Và cái ví ở trên này nó giống nhau C82 Và đây cũng như vậy Thì trong thời gian sớm nhất nó sẽ gửi cho cái token này cho tôi Và tôi vừa làm cái động tác gì Rút cái token crypto này từ cái trang tổng crypto về My Ether Wallet các anh chị nha để ý nha và hiện nay thì cái ví My Ether Wallet tôi là được tích hợp cái ví lạnh cho nên là tôi bảo mật tối đa à, đây cái ví này này đây là tôi đang dùng cái ví Ledger Nano S nhưng mà thông qua cái cổng My Ether Wallet để tôi kết nối và hiện nay thì anh chị em thấy là là hiện nay tôi có CMS, CBT rồi uh, Nhưng mà hiện nay thì CBT ở đây là không Tôi chờ cái thời gian để nó gửi về Ok Như vậy tôi đã hướng yên các anh chị thành cách để rút crypto về thành công rồi các anh chị nha Ok Và một lần nữa tôi chúc cho các anh chị thành công Rút uh, crypto về và một cái lượng khổng lồ Để chờ thời gian sắp tới các anh chị có thể bán để kiếm tiền Và hãy like share cái thông tin này trên Facebook Cũng như là trên Youtube để các anh chị có thể cập nhật thông tin mới nhất của tôi Một lần nữa tôi là Johnny Thông Admin của kèo thơm ICO.com và tiên phong team Sắp tới tôi có nhiều cái thông tin bổ ích cho các anh chị đây. Và một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị.